Cô xin chào các em. Ở những bài trước, chúng ta đã tìm hiểu rất kỹ về cấu tạo và chức năng ở mỗi bộ phận ở cây xanh có hoa. Bài 36 ngày hôm nay, chúng ta sẽ tổng kết lại tất cả kiến thức về cây xanh có hoa đó. Nội dung của bài học ngày hôm nay, chúng ta chỉ tìm hiểu phần 1 La mã. Cây là một thể thống nhất. Trong phần 1 La mã này, nó sẽ gồm có hai phần. Phần 1 nhỏ là sự thống nhất giữa cấu tạo và chức năng của mỗi cơ quan ở cây có hoa. Phần thứ hai là sự thống nhất về chức năng giữa các cơ quan ở cây có hoa. Bây giờ chúng ta cùng tìm hiểu phần 1 La mã. Cây là một thể thống nhất. Một nhỏ, sự thống nhất giữa cấu tạo và chức năng của mỗi cơ quan ở cây có hoa. Các em quan sát hình. Hình này trong sách giáo khoa cũng có. Và bây giờ chúng ta ghi nhớ về các bộ phận ở cây cá hoa mà mình đã học. Đây là rễ. Đây là thân. Đây là lá. Hoa. Quả. Và hạt. Trong đó, rễ, thân và lá là cơ quan sinh dưỡng, chức năng là nuôi dưỡng cây. Hoa, quả và hạt là cơ quan sinh sản, chức năng là sinh sản để duy trì và phát triển nòi giống. Và bây giờ các em mở sách giáo khoa ra, các em ghi nhận lại các chú thích này vào trong sách. Đây là cái bảng có hai cột. Cột thứ nhất là các chức năng chính của mỗi cơ quan. Nó sẽ có 6 cái chức năng: 1, 2, 3, 4, 5 và 6. 6 chức năng này được in chữ màu đen. Cột thứ hai là đặc điểm cấu tạo. Nó cũng sẽ có 6 cái đặc điểm cấu tạo là A, B, C, D, E và G. Trong 6 đặc điểm cấu tạo này, nó có chữ màu xanh. Có một điều các em lưu ý. Giữa chức năng và cấu tạo này, người ta sắp xếp nó không có phù hợp. Bây giờ nhiệm vụ của các em là các em phải dựa vào cái chức năng, các em sẽ tìm cái đặc điểm cho nó phù hợp. Sau khi tìm cái đặc điểm cấu tạo phù hợp với chức năng rồi, thì các em sẽ điền tên của cái bộ phận đó vào dấu cái chấm hỏi màu đỏ. Cô ví dụ, chức năng số 1 là bảo vệ hạt và góp phần phát tán hạt. Thì chức năng số 1 này nó không phải tương ứng với lại đặc điểm cấu tạo là A, là có các tế bào biểu bì kéo dài thành lông hút. Mà chức năng số 1 này nó sẽ tương ứng với lại đặc điểm cấu tạo là C, gồm vỏ, quả và hạt. Như vậy, chúng ta đã tìm được đặc điểm cấu tạo là gồm vỏ, quả và hạt phù hợp với lại chức năng là để bảo vệ hạt và góp phần phát tán hạt. Thì đó là đặc điểm của quả. Các em sẽ điền quả vào cái dấu chấm hỏi ngay chỗ cái ô chức năng số 1 này. Chức năng thứ hai là thu nhận ánh sáng để chế tạo chất hữu cơ cho cây, trao đổi khí với môi trường bên ngoài và thoát hơi nước. Như vậy, chức năng này nó sẽ phù hợp với cái đặc điểm cấu tạo đó là 2E. Những tế bào vách mỏng chứa nhiều lục lạp. Trên lớp tế bào biểu bì có những lỗ khí đóng mở được. Và chúng ta sẽ điền tên vào cái bộ phận đó vào cái dấu chấm hỏi ở chức năng số 2, đó là
lá. Và cứ tương tự như vậy, các em sẽ điền cái đặc điểm cấu tạo phù hợp với lại các chức năng ở số 3, số 4, số 5 và số 6. Rồi sau đó điền tên bộ phận vào các dấu chấm hỏi còn lại. Như vậy để tìm được cái đặc điểm nó phù hợp với lại cái chức năng này thì đòi hỏi các em phải nhớ lại cái kiến thức của những bài cũ mà mình đã học. Em nào mà quên thì chúng ta có thể mở tập, mở sách của những cái bài liên quan chúng ta xem lại trước khi chúng ta làm. Rồi. Và đây là cái bảng hoàn chỉnh. Các em mở sách giáo khoa của mình ra. Cái bảng trong sách giáo khoa của các em là người ta sắp xếp cái đặc điểm cấu tạo nó không có phù hợp với cái chức năng. Bây giờ các em mở sách giáo khoa ra, các em điều chỉnh lại cho nó phù hợp, nó giống với lại cái bảng ở đây cô sửa cho các em. Bây giờ dựa vào cái bảng mà các em mới vừa hoàn chỉnh trong sách giáo khoa, các em hãy nhận xét về mối quan hệ giữa cấu tạo và chức năng của mỗi cơ quan. Cây có hoa là một thể thống nhất vì có sự phù hợp giữa cấu tạo và chức năng của các cơ quan, như rễ dùng để hấp thụ nước và các muối khoáng cho cây, thân vận chuyển nước và muối khoáng từ rễ lên lá và chất hữu cơ từ lá đến tất cả các bộ phận khác của cây. Lá thu nhận ánh sáng để chế tạo chất hữu cơ cho cây, trao đổi khí với môi trường bên ngoài và thoát hơi nước. Như vậy là chúng ta đã tìm hiểu xong cái phần số 1 rồi. Bây giờ chúng ta sẽ sang phần thứ 2, tìm hiểu về sự thống nhất về chức năng giữa các bộ phận ở cây có hoa. Bây giờ các em nhìn ở đây là một cái sơ đồ nói về cái quá trình quang hợp ở cây xanh mà những lần trước mình đã học rồi. Các em nhìn lại sơ đồ một lần nữa. Sau khi nhìn sơ đồ xong rồi, các em sẽ trả lời cho cô cái câu hỏi là lá muốn thực hiện được chức năng quang hợp thì cần có sự hỗ trợ của các cơ quan nào? Lá muốn thực hiện chức năng quang hợp cần sự hỗ trợ của rễ, hấp thụ nước và muối khoáng, đồng thời phải được vận chuyển lên thân thì mới lên lá được. Ở đây có cái sơ đồ nói về mối quan hệ về chức năng của rễ, thân và lá. Các em nhìn. Rễ hấp thụ nước và muối khoáng, thân vận chuyển chất dinh dưỡng, lá chế tạo chất hữu cơ nuôi cây. Các em nhìn sơ đồ và trả lời câu hỏi. Khi hoạt động của lá giảm, ảnh hưởng như thế nào đến hoạt động của các cơ quan khác? Khi lá hoạt động yếu, thoát hơi nước ít thì sự hút nước của rễ giảm. Lá quang hợp yếu nên không đủ chất hữu cơ cung cấp cho rễ, thân, nên cây sinh trưởng và phát triển chậm và ảnh hưởng đến sự ra hoa, kết quả và tạo hạt. Cũng dựa vào cái sơ đồ đó, các em hãy cho biết trong trồng trọt, tại sao khi cung cấp đủ phân bón và nước cho cây trồng thì cây sẽ cho năng suất cao. Khi cung cấp đủ phân bón và nước cho cây trồng thì rễ hoạt động tốt, chuyển được nhiều nguyên liệu cho lá. Với ánh sáng đầy đủ, lá sẽ quang hợp tốt, chế tạo được nhiều chất hữu cơ giúp cho các cơ quan khác của cây cũng phát triển. Và
Em có nhận xét gì về mối quan hệ về chức năng giữa các cơ quan ở cây có hoa? Trong hoạt động sống của cây, giữa các cơ quan ở cây có hoa có mối quan hệ chặt chẽ với nhau về chức năng. Hoạt động của mỗi cơ quan đều phải nhờ vào sự phối hợp hoạt động của các cơ quan khác. Khi một cơ quan tăng cường hoặc giảm, hoạt động đều ảnh hưởng đến hoạt động của các cơ quan khác và của toàn bộ cây. Và như vậy là chúng ta vừa tìm hiểu xong cái kiến thức của bài học ngày hôm nay. Và đây là những cái kiến thức cơ bản mà các em cần phải ghi nhớ. Bây giờ các em mở tập ra ghi lại cho cô những cái kiến thức này vào tập. Dựa vào kiến thức của bài học hôm nay, các em hãy cho cô biết là có nên hái chồi hay còn gọi là lộc của các cây xanh ở trong công viên hay là trên đường vào các dịp lễ Tết hay không? Tại sao? Câu trả lời là không nên. Vì làm như thế, chúng ta đang tác động vào một cơ quan của cây. Nó sẽ ảnh hưởng đến các cơ quan khác và toàn bộ cây. Kết quả làm cho chiều cao của cây bị hạn chế. Và vì sao rau trồng trên đất khô cằn, ít được tưới bón thì lá thường không xanh tốt, cây chậm lớn và năng suất thấp? Vì rau là cây có nhu cầu nước rất cao, nếu trồng trên đất khô cằn, ít được tưới bón thì rễ sẽ hoạt động yếu, hút được ít nước và muối khoáng, lá sẽ quang hợp kém, chế tạo ra ít chất hữu cơ, nên lá không xanh tốt. Các bộ phận khác nhận được ít chất hữu cơ nên chậm lớn và năng suất thấp. Như vậy, bài học của chúng ta hôm nay đến đây là hết rồi. Hẹn gặp lại các em vào lần sau.